Bạch Công Khanh sưởi ấm cho nam em khi trời lạnh khiến fan tan chảy. Dù có nhiều thông tin về hẹn hò vây quanh cặp đôi Bạch Công Khanh và nam em, tuy nhiên cặp đôi này vẫn không xác nhận mối quan hệ. Trước đó, nam em từng trải qua những câu chuyện buồn trong tình yêu, cô nàng có thời gian dài im ắng vì những ồn ào tình cảm. Cho đến hiện tại, nam em vẫn chưa xác nhận mối quan hệ nào mới. Dù fan đẩy thuyền với Bạch Công Khanh, nhưng cả hai vẫn im ắng và không ngại hành động thân mật. Nam em không chỉ là gương mặt được săn đón thông qua các cuộc thi nhan sắc, mà cô nàng còn sở hữu chất giọng ngọt ngào. Thời gian gần đây, nam em rẽ hướng sang ca hát và liên tục hợp tác cùng Bạch Công Khanh. Cặp đôi này rất được khán giả yêu thích thông qua những ca khúc sao lắng. Bên cạnh đó còn có những màn tương tác khiến fan tan chảy. Trong chương trình ca nhạc mới đây, Bạch Công Khanh và nam em tiếp tục có những khoảnh khắc thân mật bên nhau. Nam diễn viên thể hiện sự ga lăng, ngọt ngào khi nắm tay sưởi ấm cho đàn em lúc trời lạnh. Cụ thể, trong đoạn clip được chia sẻ trên TikTok, Bạch Công Khanh và nam em sau khi hát xong đã ngồi chờ ở một góc sân khấu. Khi này thời tiết khá lạnh nên nam diễn viên đã nắm chặt tay mỹ nhân sinh năm 1996 để sưởi ấm. Hành động tinh tế của Bạch Công Khanh nhận được rất nhiều lời khen. Khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi trong show diễn, cả hai không ngại ôm ấp trên sân khấu. Nam em và Bạch Công Khanh luôn đồng hành cùng nhau. Không dừng lại ở đó, nam em còn kể về câu chuyện tặng hoa hài hước của Bạch Công Khanh dành cho mình. Đợt em bị Covid, em mới nhắn tin anh ấy là tại sao em bị bệnh mà không tặng cái gì cho em hết. Anh Khanh mới nói là để anh kêu trợ lý anh mang qua. Em mở cửa ra chấn động luôn mọi người. Trái cây để vào giỏ mà mọi người hay mua để cúng, bông cũng cúng luôn. Mà lúc đó em đang bị Covid. Lúc đó em muốn đăng lên nên đã chỉnh rất nhiều lớp màu cho đừng có nhìn ra bông cúng. Không dừng lại ở những lần nắm tay thân mật, nam em và Bạch Công Khanh cũng thoải mái vui đùa với nhau trên sân khấu và vô tư ôm ấp. Có thể thấy cặp đôi này rất thân thiết với nhau và không ngại những hành động thân mật. Nhiều khoảnh khắc tình tứ trong MV của cặp đôi, nam diễn viên luôn ưu ái cho đối phương. Cả hai thoải mái trước những hành động thân mật khi diễn chung. Không dừng lại ở những màn hợp tác trên sân khấu, người đẹp sinh năm 1996 còn quay MV cùng đàn anh. Cả hai cùng xuất hiện với hình ảnh bên nhau cực kỳ đẹp đôi trong sản phẩm mới. Cặp đôi thoải mái trước những tin đồn tình cảm, nam em thường chia sẻ nhiều khoảnh khắc với Bạch Công Khanh. Dù được rất nhiều người hâm mộ đẩy thuyền, nhưng người trong cuộc vẫn không có động thái phủ nhận hay khẳng định về mối quan hệ. Cả hai vẫn hợp tác tốt trong công việc và không ngại ngần trước những tin đồn.